Xin kính chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về nguyên lý làm việc của bầu phanh hơi sử dụng trên ô tô và đặc biệt là nguyên lý của bầu phanh hơi lốc kê sử dụng cho hầu hết các cái xe tải hạng nặng hiện nay. Bầu phanh hơi là một cái buồng với một thành là màng cao su, để khi chúng ta đạp phanh thì ống hơi nó sẽ dẫn hơi áp suất cao bơm vào và áp suất hơi nó sẽ đẩy cho màng cao su căng ra, ép chặt vào đầu của thanh đẩy để tác dụng lực lên cái cơ cấu cam hình chữ S, và cơ cấu này sẽ xoay để đội hai cái má phanh ép chặt vào tang trống tạo lực phanh cho xe. Đối với bầu phanh hơi lốc kê, ngoài cái buồng phanh bình thường, người ta trang bị thêm một cái buồng nữa, đó là buồng phanh lốc kê. Như vậy, bầu phanh lốc kê sẽ được cung cấp hơi bằng hai ống hơi. Một ống hơi cung cấp cho buồng phanh bình thường, một ống hơi cung cấp cho buồng phanh lốc kê. Trong buồng phanh lốc kê sẽ gồm hai ngăn, một ngăn chứa lò xo có độ cứng lớn, gọi là lò xo tích năng, và ngăn còn lại là ngăn sẽ chứa hơi ở áp suất cao khi được bơm vào. Trong điều kiện xe không hoạt động thì lò xo tích năng sẽ giãn ra ép màng cao su để mà đẩy cái thanh truyền tác dụng lên cơ cấu cam phanh hình chữ S, làm cho bánh xe bị hai cái má phanh bó chặt. Người ta gọi là phanh lốc kê. Cái tác dụng phanh lốc kê này nó thay thế cho tác dụng của phanh tay đối với các ô tô thông thường. Khi xe hoạt động, nổ máy thì tài xế sẽ ngắt phanh lốc kê. Lúc này hơi ở áp suất cao sẽ được bơm vào khoang lốc kê. Áp suất cao sẽ tác dụng lên màng cao su để đẩy lò xo tích năng co lại. Lúc này thanh đẩy được giải phóng và các má phanh sẽ không ép chặt vào tang trống nữa. Lúc này bánh xe sẽ không chịu tác dụng phanh, xe có thể di chuyển thông thường. Như vậy là lúc xe đang chạy trên đường là lúc xe đủ hơi. Lúc này lò xo tích năng luôn bị nén lại. Và khi ta đạp phanh thì hơi sẽ được bơm vào buồng phanh để tác dụng lực lên màng cao su ở buồng phanh để đẩy thanh đẩy tác dụng lực lên cơ cấu cam chữ S như bình thường. Lúc xe dừng lại, chúng ta kéo phanh lốc kê. Lúc này hơi sẽ không được bơm vào khoang lốc kê nữa, và lò xo tích năng lại giãn ra hết cỡ, đẩy màng cao su ép lên thanh truyền và làm cho bánh xe bị bó cứng. Như vậy cái hệ thống phanh lốc kê rất an toàn ở chỗ là xe muốn chạy được thì phải đủ hơi. Nếu hệ thống hơi có vấn đề, phanh lốc kê sẽ bó cứng các bánh xe lại và xe không dịch chuyển được. Câu hỏi đặt ra là khi được trang bị hệ thống phanh lốc kê thì có trường hợp nào xe bị mất phanh hay không? Thứ nhất, khi xe bị rò rỉ hơi, không đủ hơi thì lúc này xe sẽ bị bó lốc kê, không thể dịch chuyển được. Thứ hai, nếu xe bị hết má phanh thì trong trường hợp này không thể tất cả các bánh xe đều hết má phanh cùng một lúc, cho nên điều này rất khó xảy ra. Thứ ba, lò xo lốc kê bị gãy cũng có thể dẫn đến mất phanh, tuy nhiên cũng không thể gãy hết tất cả các lò xo ở các bánh xe cùng lúc được, cho nên khả năng này cũng rất thấp. Vậy nên trường hợp các xe tải hạng nặng bị mất phanh là cực kỳ hiếm. Vừa rồi là nguyên lý hoạt động của bầu phanh hơi cũng như là bầu phanh hơi lốc kê trang bị trên hầu hết các xe tải hạng nặng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.